Xin chào quý vị và các bạn. Thế thì hôm nay em lại có một ít hàng về nhé. Đấy, hàng về đây, hàng nó về nhiều vô biên luôn mà, đấy, hàng nó về nhiều lắm đấy. Đấy, rất nhiều luôn. Thì em có một cái ít cái máy vi tính lại về tiếp nhá, máy tính lại về tiếp thì em quy ra nhé, làm cái video clip để quý vị và các bạn biết là cái hàng là máy vi tính nó về như thế nào. Đó. Nhà em thì đồ nhập về nhiều lắm ạ. Các loại đồ, các loại ghi trên đời rất nhiều thứ. Hàng hàng người ta đóng chặt chẽ lắm quý vị ạ. Đó. Hàng đi đóng rất là chặt. Okay, nha. Ta sẽ xem còn những máy gì nhé. Ta sẽ xem gồm những máy gì. À. À, xem này là à, đây là dòng của HP rồi, dòng HP rồi. À. Chúng ta mở ra xem nó là con gì nhé. Vừa rồi thì nhà em ít lên clip bởi vì hàng nó về nhiều, là một mấy cả cái hai khách đến cửa hàng nhiều quá, không có thời gian để làm quý vị ạ. Còn buổi tối về thì mệt mỏi người luôn rồi, không làm được cái gì luôn, phờ phạc hết.
nha. Rồi, đây là một con HP siêu chất nhé. HP. HP đây quý vị ơi. Đó. ProBook 450G9 nhá quý vị nhá. 450G9. Đó. 450G9. Đó. Con này là của nó là màn 15.6 đây. Đó. 15.6 quý vị nhá. Con này sờ vào sướng không? Đây quý vị nhìn này. Đó. Đó, đây nhá. Sờ vào thấy thê luôn. Con này của nó là dòng đời rất cao nhá. Dòng đời rất cao. Đây nhá. Con này của nó nhá, con này của nó là cấu hình của nó siêu cao luôn quý vị nhá. Đó, cấu hình của nó siêu cao luôn này. i7 này. 1255U chạy 12 CPU. Đó. RAM của nó là RAM 32GB, Đó, màn hình 15.6 Full HD. Đó. Con này thì siêu chất luôn rồi. Sờ vào máy sướng luôn nhá. Con này giá không hề rẻ đâu quý vị nhá. Con này giá không hề rẻ luôn. Đó. Giá của con này thì không hề rẻ. Em sẽ đọc ra luôn cho quý vị luôn con này nhé. À, máy đây. Con này giá của nó là 19.500.000 nhé. 19.500.000 con này nhé quý vị nhé. 19.500.000. Dòng này thì ai cầm thì sướng rồi, đời cao chất luôn. Con này dáng cực kỳ VIP luôn, dùng dòng doanh nhân được, rất VIP. Ok nhé, hàng nét đi ạ. Rồi, em sang con khác nhé. Okay. Ok, tiếp theo. Em đang cần ít đeo nhé. Em đang cần ít đeo 7390 vì vừa rồi em cũng hết hàng. Đang có bao nhiêu khách bác khách đặt cái dòng 7390 mới i7. Đó. Đang hết hàng boom, đang chờ hàng về mà dạo này người ta bảo hàng về lâu quá bình thường. Chờ hàng và 15 ngày đã về rồi. Giờ gần 20 ngày rồi. Hàng càng về Tết thì nó lại càng nâu về quý vị ạ. Đó. Bởi vì nhiều người lấy về nó sẽ lâu hơn. Đó. Con vừa xong RAM của nó rất khỏe nhá quý vị nhá. RAM 32GB mà i7 đời thế hệ 12 luôn nhá quý vị nhá. Đó. Chạy 12 chip. Đáng tiền mua luôn quý vị ạ. Ồ đây rồi. 7390 đây rồi quý vị ơi. 7390 này. Đó. Em đang chờ. i7 thế hệ 8 đây rồi. i7 thế hệ 8 7390, i7 thế hệ 8
màn hình 13.3 inch Full HD. Đó. Đó, con này rất ok rồi. Đó, chờ lâu lắm rồi, bọn này bây giờ lại về tiếp. Con này cấu hình của nó là i7 8650 U. RAM của nó là 16GB quý vị nhá. Đấy, em toàn lấy RAM 16GB thôi, ít khi em ra lấy RAM 8GB về lắm. À, đã dùng đến i7 thế hệ 8 này là mình phải dùng RAM 16GB cho nó led căng. À. Màn mình 13.3 inch Full HD và ổ SD 256GB quý vị nhá. SD 256GB. Đó. À. Con này thì giá nó sẽ dao động rơi vào tầm từ 6.850.000 cho đến khoảng gần 7 triệu bây giờ nhé. Đấy. À, nó sẽ rơi vào từ 6.850 đến gần 7 triệu. Này. Đó. Con này thì với tầm tiền này thì vừa phải. Thứ nhất là con này mang đi mang lại rất là thuận tiện quý vị nhé, mang đi mang lại cực kỳ thuận tiện luôn. Đó. À, rất nhẹ nhàng, phù hợp với cả con trai con gái di chuyển công tác xa, kể cả thậm chí là để bàn cũng rất hợp lý, bởi vì là cái dòng này nó không to không nhỏ, chứ tầm 14 inch thì lại chỉ để ở nhà được thôi, chứ còn mang đi mang lại hơi nặng. Đó. Con này với cả con 12.5 kích thước như nhau quý vị nhé, kích thước của con 12.2 inch bằng với con 13.3 inch. Đó. Bởi vì dòng này nó làm full viền, trong khi 12.2 inch của nó viền nó to nha. Đó. Đó, cho nên con này là một lợi thế rất lớn nhé. Đó. Cực kỳ lớn luôn. Đó. Ok này. Đó. À. Ok, này. Tiếp một con nữa. Rồi, ok rồi. Hàng về này an tâm rồi quý vị ạ. Hàng về này em rất an tâm luôn. Đó. Đang thiếu hàng trầm trọng luôn. Toàn mấy cái hàng quý vị đang không cần thôi. Đấy, những con đang cần này thì cố gắng làm sao cho về thật nhanh này. À, lại tiếp này. À. Lại co i7 thế hệ 8 nhé. RAM 16GB. À, RAM 16GB SD 256. À. Còn này giờ giá nó dao động ra khoảng tầm từ 7 triệu đổ lại thôi quý vị nhé. 7 triệu đổ lại thôi. Đó. Có kèm theo sạc quý vị nhé. Kèm theo sạc. Đây. Kèm theo sạc cho quý vị nhé. Đó. Ok. Tiếp theo nhé. Mà tiếp mà. Nghe chừng có vẻ con này hơi nặng đấy. Con này về toàn hàng rất là phê quý ạ. Cái hàng này về thì thường thường là khách đặt luôn nha quý vị nhé. Thường thường là khách hay em thường em quay sau khoảng 1-2 hôm là khách qua khách đấy. Những cái này. Hoặc là ví dụ các anh ở xa là các anh hay báo là quay lên cho anh luôn. Đó. Em sẽ cài Win và cài một số những cái Office vào, Office tiếng Việt. À. Rồi, ok. Này thì quá thê rồi, quý vị ạ. Và cục này sướng nhất trên đời luôn. À, hôm nay về thì quá sướng rồi. Đây, con gì nữa đây? Đó. HP nữa nhé. HP nữa quý vị nhé. Dòng HP này thì ok luôn. Không phải nghĩ. Đây, chúng ta sẽ xem con gì về. HP em đặt rất nhiều nhé. HP em đặt gần 200 con ở bên kia. Nó đang về dần. Đó. HP 450
450G9 đó. Nhưng mà cấu hình của nó là i5 nhé. i5 thế hệ của này, thế hệ của nó là thế hệ 12 nhé quý vị nhé. i5 thế hệ 12 đó. Em sẽ đọc cái cấu hình lên. Cấu hình của em nó đây nha. Con này của nó đây. Đó. Con này là HP ProBook 15.6 inch, G9 thế hệ 12 nhá, i5 1235, 12 CPU. RAM của nó là RAM 8GB quý vị nhá. Đó. Màn hình 15.6 Full HD. Con này thì có giá nó sẽ rẻ thôi quý vị ạ, giá nó rẻ thôi. Con này giá của nó là 11.900.000 nhé quý vị nhé, 11.900.000 con này. Ok, máy mỹ mãn luôn nhé quý vị nhé. Máy hàng nhập nhìn lúc nào nó cũng luột mà nó xịn, mà nó gọi là phê mini luôn. Ok ạ. Đẹp chưa quý vị? Hàng cũ dùng rồi cho nên là nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu của dùng rồi nha quý vị nhé. Tuy nhiên những dòng này thì quá ok rồi đấy. Nhìn nét này. Hàng đẹp thì nó sẽ đẹp hơn một chút xíu thôi. Nó đây này, thỉnh thoảng nó có một tí vết xước này. Con này về nó có một chút xíu vết xước đây. Hàng kia thì nó rơi vào tầm 12.900.000 nhé. Hàng này nó sẽ là khoảng 11.900.000, nó sẽ có một tí vết thôi. Gần như con nào nó cũng sẽ có vết. Nhưng mà nó sẽ có vết ít hay vết nhiều. Viện là những con này nó một tí, bởi vì cái màu trắng của nó sẽ lộ ra một tí. Còn mình xem bình thường này thì nó nét căng luôn. Mình tìm, mình soi, mình truy vết thì nó sẽ... nó sẽ không... bởi vì mình đang so với hàng mới. Còn nếu mình so với các hàng cũ kia thì con này là quá đẹp rồi. Không, hàng cũ không có gì là không có vết quý vị ạ. Tiếp tục nha. Rồi. Tiếp tục gọi là siêu, một siêu phẩm tiếp. Bây giờ những dòng này mình không mua thì mua những dòng nào nữa quý vị? Con này thì nét căng hơn nhé quý vị nhé. Con này nét căng hơn. Đẹp chưa quý vị? Hàng mỹ mãn luôn. Hàng mỹ mãn luôn. Con này về rất đẹp quý vị ạ. Con này về rất đẹp, siêu đẹp luôn. Cái dòng 450G9 này nhé, là toàn sản xuất gần đây nhé quý vị nhé. Ở con này cấu hình cũng như con kia thôi quý vị ạ. Cấu hình cũng như con kia thôi, i5. Đấy, màn hình gập phẳng ra được 180 độ là 15.6 inch Full HD. Con này thì nó đẹp hơn, con này đẹp hơn, giá khác nhé quý vị nhé. Con này đẹp, siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. 450G9 nhé, quá đẹp luôn quý vị ạ.
Con này thì nó đẹp hơn con kia rất là nhiều. Nói chung là đẹp hơn rất nhiều so với tùy từng người. Bởi vì con này so với những con khác thì nó rất là đẹp quý vị nhé. So với những con khác thì nó rất là đẹp. Nó về nó gần như là không có cấn móp gì này. Ví dụ nó cấn thì giá nó sẽ rẻ. Ví dụ nó cấn một góc nào đấy chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ bán rẻ chẳng hạn, nhưng nó chỉ còn khoảng 9 triệu mấy thôi. Đó. Đây là của nó vẫn còn nguyên luôn. Đó. À, nó chỉ một chút xíu cái xước nhỏ thôi, à. Xước nhỏ, xước không đáng kể, hoặc là những cái kiểu như là cái chấm chấm hơi va một tí thôi, còn những cái mà chấm móc thì nó nặng thì sẽ giảm sâu. À. Còn con này của nó đây đẹp siêu đẹp luôn, à. Siêu đẹp luôn. Con này của nó là 13.900.000 nhé quý vị nhé, à. Con này là siêu đẹp luôn, là 13.900.000. À. Đẹp lắm quý vị ạ. Con này đẹp luôn. 13.900.000 cho con này. Rồi, tạm thời em sẽ báo giá qua như vậy thôi. Đấy. Còn quý vị nào có nhu cầu thì cứ inbox chi tiết cho em nhé. Inbox cho em. Em sẽ gửi hình ảnh video và báo giá cụ thể sát nút luôn. Đấy. Còn giá chung chung thì hiện tại nó đang là như vậy nhé quý vị nhé. Hàng đẹp luôn đấy. À, hôm nay về toàn siêu phẩm thôi. Ngày mai sẽ có là Dell Precision là 5560 đấy, thế hệ gọi là đời siêu cao luôn nhé quý vị nhé, nó cũng sẽ về đấy. Và 5540 của dòng Precision, nó còn 530, 5520, ngày mai nó sẽ về nhé quý vị nhé. Thư từ rồi thiệp ở bên kia nó gửi gọi là gì nhỉ, cảm ơn nha. Một con Dell nữa đây. Dell tầm trung với giá rẻ thì vẫn nhiều người mua quý vị ạ. Tầm khoảng tầm 5 đến 7 triệu vẫn nhiều người mua nhất quý vị ạ. Dòng đó nó phù hợp tầm tiền với cả cái nhu cầu sử dụng. Thực ra nhu cầu sử dụng nó ở mức đấy đã cảm thấy là vô cùng hợp lý rồi. Sử dụng được rất nhiều thứ rồi. Đó. Ok, một con Dell gập, đấy, gập xoay 360 độ, đó. Sử dụng như máy tính bảng, sử dụng như máy tính bảng luôn. Đó. Con này về thì có một cái hơi chảy, không phải hơi chảy mà là người ta sử dụng nhiều quá này. Đó. Người ta sử dụng nhiều ở chỗ này nó cạn, hoặc là cái người này bị ra mồ hôi tay, nó bị hơn một tí này, xoay gập còn lại đẹp. Hàng này gọi là đẹp nha quý vị nhé. Còn nếu mà không bị nhầy thì thành ra hàng mới mất, thì lúc đấy là mình không tìm ra được cái điểm gì để mình có thể là chỉ là con này đã dùng rồi, bởi vì đây quý vị nhìn này, đây nó rất là đẹp thế này rồi đó. Nó rất là đẹp thì mình sẽ không chỉ được ra là nó đã dùng rồi nha. Đó. Con này màn hình cảm ứng nha quý vị nhé, màn hình cảm ứng i5 thế hệ 8. Cái con này, máy này thì của nó chỉ có hơn 5 triệu thôi quý vị nhé. Cấu hình của nó i5 thế hệ 8, RAM 8GB, OSD 256. Đó. Giá của nó là 5.800.000 nhé quý vị nhé. 5.800.000 cho con này. Đó. Đó. Ok luôn. Đó. Rồi, ok ạ.
em sẽ khui tiếp nhá. Hàng về còn nhiều lắm quý vị ạ, nhưng mà em không thể làm clip hết được bởi vì do cái thời gian nó không có cơ quý vị ạ, không có thời gian đấy. Các bác nào lấy hàng nhà em thì các bác biết rồi đấy, em thì mấy anh em bán cơ, em mấy anh em bán hàng tiếp khách từ sáng chiều tối, các bác ở xa cũng đến, các bác nào lấy hàng nhà em thì các bác biết rồi. Em đồ đạc thì nhiều, quay liên tục chả hết được. Ok đấy, một kiện nhỏ xương xương này thôi là em đã khui ra được tầm chục máy rồi. Đó. Nó còn nhiều lắm, nó còn rất nhiều quý vị ạ. Hàng còn rất nhiều. Bình thường nếu mà không phải gần Tết này thì em sẽ quay liên tục được cho các bác. Nhưng vì gần Tết quá rồi, khách quá đông, khách rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà có thời gian mà quay được thì tranh thủ. Đó. Rồi. Nếu mà lại đeo vào HB thì là đẹp. Đây, cái này đang thiếu. Wow. Trời ơi. Kiện này nó lại về. Kiện này nó lại về đây, lại về siêu cao thủ luôn rồi. Em sẵn này, em khui cho các bác biết là để em bán cái gì nữa nhé. À, vì kênh nhà em là có hai kênh, là một là kênh laptop Nguyên Vũ và hai là cái kênh bên Nguyên Vũ Audio. Đó. Thì nhiều lúc mà các bác xem ở cái kênh laptop Nguyên Vũ, các bác không biết là nhà em bán những cái đồ gì nữa. Nhà em bán các đồ khác thì nó còn nhiều hơn cái máy tính cấp vạn lần luôn. Đó. Ví dụ như đồ âm thanh và đồ gia dụng. Đó. Thì nhà em sẽ bán cái mấy cái đồ đấy nó nhiều hơn nhiều nữa nhé quý vị nhé. Một con Omni, thuộc dòng cận 2N, 922M nhé. Bác nào mà chơi máy tính mà không chơi được cái bộ dàn nội địa của bên Nhật này thì vứt đi luôn. Em nói thực sự luôn là vứt đi luôn, bởi vì sao? Đó. Cái loa vi tính nghe so với cái dòng này thì không ăn thua gì đâu quý vị ạ. Đó. Không ăn thua gì đâu nhé. Đây là em mới khui ra vài thứ thôi. Hàng ngày nhà em hàng ngày hàng đều về nhé quý vị nhé. Hàng ngày hàng đều về và lượng khui ra đây này. Ví dụ những cái hàng này em đã khui ra trước rồi. Đấy, đây vì mình phải tranh thủ dọn bởi vì hàng về nhiều lắm quý vị ạ. Hàng về nhiều lắm. Đấy, về bạt ngàn vô vàn luôn. Đấy, cho nên là mình phải khui ra trước. Đấy, nhiều lắm. Đấy, đồ đạc nó khui ra, phải khui ra hết. Chứ không có thì đấy, đây đấy, khui ra này, âm ni các thứ em để đấy, vừa khui này. Chứ không có nhiều quá, không biết là không thể nào ấy được, nhiều lúc không còn chỗ để đi luôn. Mình không ấy nhanh không chuyển lên là mai khách đến thì lại không có nối mà đi vào luôn, rồi hàng về không có chỗ mà chất. Ok nhé, đấy thì quý vị nào có nhu cầu gì thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn em, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em.